Thích cái gì à? Thích cái gì cầu?
Chiều, chờ chiều. Đây chặn cái này cái đấy là cái gì á, ở đâu ra thế ạ? Ôi nhìn kinh mấy trưởng luôn ấy, cái kiểu chips à, cái kiểu mà cắt ủa? Bánh sâu chưa nào, tôi không biết, tôi ít khi ăn trên này nào. Tại vì ăn mà ăn từ tốn, hiểu không, phải ăn giống bên dương mình được, ăn từ tốn, ở bên này phải ăn từ tốn. Từ tốn lắm hả? Ăn bên này á, tí nữa họ phạt luôn á. Thế à? Ừ, tôi nghĩ thế. Vậy em mọi người ăn có bị phạt không? Sâu ăn uống mà. Có sâu ăn uống nhưng mà sâu ăn uống riêng. Sâu này là tổng hợp tất cả các loại. Để đi đâu? Thế ai? Một Trọng hả? Không. Hôm nay Trọng không sinh nhật. Trọng đâu? Hôm nay Trọng sinh nhật đó? Ừ. Có nhiều người sinh hôm nay thế. Ừ. Sẻng buồn cười quá à. Quá mau. Mà chẳng có bao giờ là dung tôi đâu. À, ừ. Sâu tôi đâu, thế nên là cũng chẳng biết. Có một hai lần thì sao á. Ừ, sâu này khác. Này khác. Bài gì? Anh nhớ em người yêu cũ. Thôi bây giờ nghe bài gì, Thúy Âm đi. Hay là Em Gái Mưa. Xúc bằng sẻng nào. Chìm đắm trong men cay đắng, nồng khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm này say. Bán xôi buổi trưa điên à? Người ta ai bán xôi buổi trưa thì bán xôi buổi sáng thôi. Đó là Trọng đấy. Có phải không nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây hiện giờ bốn đứa, bốn đứa nhà rồi. Khoai à? Khoai đâu rồi? Ơ, đang định chơi khoai thì khoai chạy sợ. Khoai sợ em mới chạy rồi. Cho mày mượn điện thoại đó hả? Ừ. Nhưng mà tao chơi có một bữa à. Không. Ừ. Hay là ăn mà lăn được thì thôi. Tao cho mày nha. Đã lăn được đâu. Ừ. Để xe tao nhắc ta. Mày không thích người ta thì đừng có mà thả thính. Coi chừng mai mốt người khác lăn thính lại mày đó. Khi nào em lăn được thì thôi. Cứ ăn đi kì con có thể. Bánh này của khói mà sao lại không ăn được. Bánh của khói phải ăn. Bánh khói. Mưa trôi cả bầu trời nắng, chưa theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng, vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng với ánh nhìn, tình cảm dần dần thấm lâu. Em nào ngờ ăn về danh chảnh hả? Mình hợp nhau đến như vậy. Ăn như nào hả? Sao chảnh nhau? Không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lần người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình thương em như là em khác. Đừng lo lắng về em khi mà em không nhớ anh. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sâu bờ môi, ấm mắt dịu dàng với anh. Trời yêu mà em đã dành cho anh. Giờ mây đen còn đèn rất là đẹp trai. Sông tố đang dần kéo đến, trời non háo hức đang đợi mưa. Dần sống em ngày xưa. Nghẹn gần chết. Anh kiểu như anh em nghẹn gần chết. Trong giấc mơ buốt lạnh. Người quá. Ngoài nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là Chuẩn không thích là mẹ cứ cố tình để yêu Chuẩn làm gì. Cảm động, cảm động mà. Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn. Ôi 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 mày ai. À Phượng, Phượng ơi, mình tên là mình là em gái bỏ anh mà ớ. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Ôi Mạnh ơi. Nhịp cung em cũng yêu anh nhiều lắm kìa. Chuột cung á. Chuột cung em cũng yêu anh. Ta bảo bị trôn á, ai trôn nhở. Bố mẹ ở nhà thì cõng lưng nuôi mẹ ăn học. Yêu mình được cái gì hả? Yêu mình được cái gì? Mày không mệt là sao chọc. Một trời yêu mà em đã dành cho ai. Giờ mày đến. Đứa nào đi ăn của chồng ấy. Không như mày không phải chọc. Chọc đâu đâu, cứ gọi mình là mày đâu nhỉ. Dần dần em ngày xưa. Mưa trôi để lại ngây thơ. Trong giấc mơ một lần. Trọng lui là trụi lâu. Vi! Vi ơi! Vi! Mày biết tin gì chưa? Thầy Vũ thấy nhập viện, nghe nói là lên cơn đau tim đó. Trọng lui là trụi lâu. Một ý kiến hay. Hello, hello, auto ban chủ. Sao lại gọi là trọng lui à? Nào. Nào lên bán cho cái áo tặng em gái mưa cái nhịn. Ok ok. Áo nhịn cũng có, áo em gái nắng cũng có nhỉ. Ai vậy mà gọi là mày đúng rồi, ba sâu ấy. Còn yêu ai càng xa lấy càng trong vắng thêm cứ đau và nhớ lắm đành phải buông hết tất cả thôi. Ăn đi ngu, đồ ngu, chơi thì ngu, ăn thì ngu, ăn thì lắm, chơi thì ngu. Ngu thật, ngu, đúng là đồ ngu, anh ngu nhá, quả đất luôn. Đâu thực ra có biết đâu, tự nhiên trọng nó bảo nó thế là mình chửi luôn. Có áo dây ba lỗ, có chứ, rất là nhiều luôn. Đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp, trông như ánh mắt anh, xanh như chuồng non nổi. Áo dây ba lỗ hả? Có mà. Có áo dây mà. Mày sâu ba sâu thời gian đâu ăn ngủ mà vẫn còn sức chửi. Kể cả em không còn sức mà em vẫn có, em vẫn phải chửi được anh không? Chửi rồi bớt ngu rồi, bận chửi nhiều cho đầu lại nảy số lên đỡ ngu đi.
ăn cho lắm mà ngu tốt nhất là đừng có ăn. Anh không phải ăn gì hết. Người ta bảo ngu bệnh tật gì. Ngu là bệnh của ngu, không có bệnh thật gì. Chúm như nào. Thế gì? Chumina là gì? Chumina cứu. Sao lại mà thấy là nhím? Cấm mỏ hả? Cấm mỏ hả? Ờ cấm. Ừ cấm. Cha mẹ. Ờ Chumina là cha mi ngu hả? Ừ. Sao lại cho là cho một sô cô la vậy ạ? Cấm rồi. Ủa? Sao lại không biết làm gì? Còn có nhiêu đó thôi hả? Không chơi một đâu nhá, không chơi một. 420 xu hả dạ? Giữa bóng đêm anh mày chưa thể ngủ được, vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường. Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim. Hai bài này hầu trung thu chưa đủ. La 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 la. Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời, muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, muốn được tự như khúc khi thấy đời mệt nhọc kéo tâm chân ấm nhưng ôm nhau một giây. Muốn được giữ ai đó cho riêng mình, muốn là cả khi rơi trong vòng tay, muốn cùng nhau đón gió đông bên mái hiên, trái đất u bé trong một căn phòng, trái đất của hai chúng mình dấu vuông hay tròn, đúng ngày này giờ này là phải bước chung con đường. Nếu như quay ngược thời gian ngược về quá khứ, em vẫn chọn con đường lần đầu thấy em về chung mái nhà, dẫu không phải lâu đài nguy nga. Về chung mái nhà dẫu chỉ có thật lèo mái la, chỉ cần sáng mai tỉnh dậy giấc mơ sẽ chưa đầy. Em ôm chặt anh và nói em vẫn ở đây, từ nay chúng ta sẽ giữ lấy những gì quý giá, từ nay chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xăm, chỉ hai trái tim thật thà giờ đã chung một nhà. Thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta. Ngu à? Gì ạ? Phở ngu lép hả? Ờ, phở ngu lép. Mở mỏ anh không? Ai bảo anh ngu? Tự nhiên nhắc đến khóa mỏ thì chả khóa à? Ngu mà nói bao nhiêu lần đầu không nảy số nữa cả. Anh phải nên nhớ anh là đang ở thân phận nào ấy, hiểu không? Con gái con nữa mở mồm ra là chửi người ta. Anh biết là anh đang không, anh không có áo không? Anh phải nên biết thân phận của anh hiểu không? Chân anh cứ bé trong một căn phòng, đất của hai chúng mình sâu vuông hay tròn, đúng ngày giờ này là phải bước chung con đường. Nếu như quay ngược thời gian ngược về quá khứ, em vẫn trên con đường lần đầu thấy anh biết. Nên nhớ. Em đâu có nói là em đâu, em nói only mà. Sẽ giữ lấy những gì quý giá, từ nay chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xa, chỉ hai trái tim thật thà
giờ đã chung một nhà, thế giới vẫn cứ nhau bé hơn nhà chúng ta. Dẫu không phải lâu đài nguy nga, vì chúng bên nhà dẫu chỉ có tập lều mái la, chỉ cần sớm mai tỉnh dậy, giấc mơ sẽ chưa đầy. Vậy thế thì để Only đến 10 năm nữa thì mở nhá. Bảo Only thế. Giờ đã chung một nhà, giờ em cứ như bé hơn nhà chúng ta. Anh à. Quay sau. Quay sau có gì mà quay. Quay sau để làm gì? Lại vô ảnh trọng. Nào anh chạy lên. Anh bảo ạc nào em cấm ạc đấy anh hiểu không? Nụ cười đó và ánh mắt đó làm ta thấy khó chịu lắm ý, nhưng có sao ta vẫn cứ thích ngắm hoài. Như lúc khi cả hai còn bé, ta đã thấy cậu rất mạnh mẽ, rồi không biết khi nào lại mong cho chung lối về. Thật ngại ghê, sao lại như thế. Ta thích cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi. Là tim ta như đánh trong một lần. Oh, phải làm sao đây? Oh, phải làm gì đây? Để cậu biết rằng ta đã thích cậu lắm. Hey, I really, really love you. Đang chương ta lại chung đường sao mà vui qua. Ai bảo chửi cơ? Đang ngu ở đấy lẽ là nên là biết thân phận của mình đã đang ở vị trí nào hiểu không? Ok. Có chim mà ngạn sắc. Và ánh mắt đó. Không ạ. Nhưng cứ giấc đó vẫn cứ thích ngắm hoài. Như lúc khi cả hai còn bé, ta đã thật cầu dây mạnh mẽ, rồi không biết khi nào lại mong cho chung lối về. Ngần ngại ghê. Giờ lại như thế. Anh Lê là tim ta như đánh trong một lần. Oh, phải làm sao đây? Oh, phải làm gì đây? Để cậu biết rằng ta đã thích cậu lắm. Hey, I really, really love you. Một hơi thật sâu. Hay quá. Bảo rồi. Tôi thích cậu nhiều lắm. Ta cũng vậy. Cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ đến thật gần là tim ta như đánh trong một lần. Oh, phải làm sao đây? Oh, phải làm gì đây? Để cậu biết rằng ta đã thích cậu lắm. Hề ai biết đi đâu đi. Là nhiều thân chúng ta, chúng ta lại chung đường xa mà vui quá. Anh chuột quá rồi sao nhỉ? Hello, Facebook 60371. Cái này làm lược được. Điên. Cái này cắt bánh mà làm lược gì? Ta thính câu mất rồi. Chóng ơi chuột, chóng ơi Phương, của ăn bánh của chuột của chóng xong. Ê, này cậu ơi, dài vai trưởng ấy. Tôi có điều muốn nói. Ta cùng nhớ cùng lớn lên chung phương, đi học ta cùng đi chung một đường.
rồi cứ thế từng ngày chẳng biết từ bao giờ ta vẫn mang nộp cây đó. Đỏ lên. Ơ em chưa ăn mà chị đã ăn rồi. Ô chị ăn xong rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Và đôi mắt ấy sáng long lanh như chỉ cao mây trắng trong lành. Nếu hôm nay đi vẫn chưa thể tin anh đã về đây với em, như lúc cứ gì mà trường xưa sẽ giúp cây chú mưa. Để hôm nay em đã chưa một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Thật giờ đây chú trời mai ta cùng đón tương lai, ta cầm tay ta cùng vui sẽ chạy bắt đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Sau gian khó dòng người sau ta cùng đón ngày mai, ta thường nghe sau cơn mưa lời chuyện sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Anh Nhà Ban đâu rồi? Bao giờ mới lên idol 3? Cậu ơi cậu, bao giờ cháu mới lên idol 3 nhỉ? Còn gì? Khi cháu có chồng á, điên à? Cháu có chồng cháu lên làm idol làm gì? Về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một tôi thích cậu nhiều lắm. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Đâu nhỉ? À đâu? Đâu? Chuột tự nhiên nói ra. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông và anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà em đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông và em đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp chọc sơn. Ông mua tặng bà em một đóa hoa, và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy mình gì lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ chuột cả đời. Và đó là lời ông nói với em, ông có một tình yêu tươi xanh. Và đó là lời ông nói với em, ông em có một tình yêu xanh ngàn xanh. Anh và em yêu nhau thời xe máy ô tô,
anh và em yêu nhau thời Facebook Zalo. Anh và em yêu nhau thời tay cầm Oppo. Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi màu vì biên chẳng nói chuyện gì với em. Ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu. Và có nhiều lúc anh giận dỗi khi em chẳng muốn khoe anh với thiên hạ yêu kỳ. Ôi tình yêu thời nay mệt quá ai ơi, giận nhau không nói một lời, chỉ vì không dép in bóng vui. Và điên ơi thời nay mệt quá đi thôi, em muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà em. Điền với chuột chạy auto à? Auto vỗ tay và auto thế này hả? Auto à? Và đấy đấy đấy, tuyệt vời. Cậu phải khen cháu đẹp nhất xì thò thì cậu sẽ là một người tuyệt vời không? Cậu rất là đẹp dai. Cậu cũng hiểu điều đó hả? Cậu không biết là cho đi là nhận lại hả? Và anh yêu nhau thời bây giờ nhỉ? Em là bà nội của anh. Cậu thử một lần đẹp dai nữa đi xem nào cậu. Cậu làm sao một lần đẹp dai nữa. Lời tự sự đâu thuộc đâu. Lời tự sự không có thuộc. City Talk. Em đẹp nhất City Talk. Thôi trời. Hết hồn à. Đặt mình. Anh biết lắm mà. Để ông cho đi là nhận lại chuột. Mày đẹp dai nhất City Talk. Chỉ có một xíu nữa thôi là anh lên rồi chuột à. Chuột. Chết rồi là sao? Lại ngủ à? À gần lên rồi. Hết hồn. Nơi đi.
biết rồi. À thôi, 10 bánh kem cho Trọng đi. 10 bánh kem cho Trọng đấy, vừa được lợi cho Trọng, anh vừa được úp được vít nữa. Thế là anh là lợi hay anh là, tức là anh chúc mừng Trọng rồi anh hiểu không? Đấy, một công đôi việc em mà lại còn rất là đẹp dai. Ồ, ô sao phải là năm nhật ca. Ồ. Đúng rồi mà, sao lại thế? Có 10 bánh mà. Ông bà anh yêu nhau thời thế rồi, thế hết sâu rồi đấy. Thế hết sâu rồi. Chuẩn bị xuống nhau. Úp đi. Chuẩn úp đi. Chuẩn lại úp đi. Úp đi. Úp cho Trọng là vui không? No no. 4 4 6 5 0 thì số 0 đâu có tính đâu. Số 0 ở đấy đâu có tính đâu. Mà sao thế nhỉ? Tối chẳng phải úp. Hả? Hello. Thôi, hết sâu rồi đấy nhỉ. Tối nay em còn sâu 10 giờ Zoom 313 mà vẫn đang coi sâu em. Tối nay chuẩn úp vin. Cả cậu điên nữa, cậu điên úp đi. Cậu ở vít 4 hả?